Xin chào các bạn. Hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi tới các bạn một nội dung nữa trong chương trình đào tạo của trung tâm. Nội dung thiết kế tay áo jacket dạng tay cong. Trước khi vào bài học hôm nay, tôi sẽ cho các bạn xem hình ảnh. Thứ nhất, chúng ta đi về bản chất của tay cong là gì? Như các bạn đã biết, khi chúng ta hoạt động hay khi làm việc, tay chúng ta luôn luôn hướng về phía trước. Thì các bạn nhìn trên hình ảnh, phía đường bổ mang tay trước bao giờ cũng có xu thế là ngắn hơn đường bổ của mang tay sau. Đây là mang tay trước, đây là mang tay sau. Vì sao? Vì khi chúng ta đưa tay làm về phía trước hoặc chúng ta gập tay thì các bạn sẽ thấy ở giữa khuỷu tay ấy, chúng ta bao giờ cũng có gì ạ? Đường gập. Vậy nếu mà chúng ta mặc áo jacket mà nhiều lớp hoặc có bông dày ấy, thì ở phía mang tay trước nó sẽ gì, sẽ cộm và sẽ gập lép ở đó. Còn phía mang tay sau, vì phía cong phía trước nên đường bổ mang tay sau luôn luôn là dài hơn. Đây là về bản chất. Còn về cơ sở nhân chất học thì sao? Nhiều bạn của các trường lớp, các trường cao đẳng học đại học thì họ cũng sẽ dạy về cái nhân chất học. Thì các bạn biết rồi, đường bổ của mang tay sau này thường dài hơn đường bổ mang tay trước từ 1,5 đến 2 cm. Đây là về bản chất của nhân chất học. Còn thực tiễn thì sao? Các bạn có thể mở vào Google Lecture để xem những cái dữ liệu mẫu cơ bản đấy. Ở cái miền là Data 70 thì là mở ra. Đây là áo sơ mi. Đây các bạn nhìn xem. Đã minh chứng cho các bạn rằng đây là mang sau, cũng hai bấm đấy ạ. Đây là mang sau, bao giờ cũng cong hơn mang trước. Mục đích của nó gì ạ? Mục đích của nó là để cho đường bổ mang tay sau đây bao giờ cũng phải dài hơn đường bổ mang tay trước. Đấy, các bạn có thể minh chứng bằng việc các bạn đo. Bạn nhìn xem, chúng ta đang hơn, đây là áo sơ mi cơ bản, chỉ là một lớp thôi, thì họ đã dài hơn một phân rồi đúng không ạ? Nếu còn áo jacket mà áo 2 lớp hoặc 5 lớp mà có trần bông thì cái đường thân sau này họ sẽ phải còn dài hơn rất nhiều, có thể đến tận 5, 6, 7 phân. Hoặc là còn mục đích sử dụng thì sao? Mục đích sử dụng của cái tay cong này thì để nó giảm bớt cái đường thừa ở phía đường bổ mang tay trước và tăng cái chiều dài cho mang tay sau để thuận tiện cho việc cử động. Nên người ta gọi, hay còn gọi là một cách khoa học là cái tính ứng dụng khi sử dụng đó. Tiếp chúng ta sang, tôi sẽ nói các bạn cái các dạng tay cong chúng ta thường gặp khi sản phẩm của chúng ta là áo jacket. Tay cong này thì áo vest cũng là một dạng tay cong, blazer cũng là một dạng tay cong, nhưng jacket thì thường ứng dụng rất nhiều vào vấn đề là làm tay cong, đặc biệt là những sản phẩm áo jacket mà có lượng bông dày, bông nhồi lớn. Đấy. Còn những áo jacket mà áo gió mỏng thì đôi khi chúng ta không quan tâm lắm. Chúng các bạn thấy là họ sẽ có nhiều đường gân bổ trước, bổ mang sau, nhưng nó chỉ mang tính ứng dụng là để tạo cái đường gân để pha phối, chứ nó không mang tính ứng dụng là tạo cong tay cong, vì áo gió rất là mỏng đúng không ạ? Còn đối với những áo mà bông dày, bông nhồi nhiều thì bắt buộc chúng ta sẽ thấy là họ sẽ có cái đường gân ở đây để tạo đường, một là tạo đường gân trang trí, hai chính là tạo đường cong đó, cong cho tay. Đấy. Thì nó có ba dạng. Thứ nhất là dạng tay cong một bên, có nghĩa là thường áo không dày thì họ sẽ tạo đường cong một bên, nó làm mang sau. Đây tôi ví dụ, nó sẽ tạo đường cong, tạo đường cong cho cả hai mang trước và mang sau. Và loại thứ ba đó là tay cong dạng giả vét. Tay cong dạng giả vét, đấy là ba loại tay cong mà chúng ta thường gặp khi chúng ta làm áo jacket. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cơ bản đầu tiên, đó là làm tay cong ở bộ mang thân sau. Mang sau này thì chỉ dùng cho các loại áo có lượng bông mỏng hoặc áo gió, người ta chỉ bổ một mang thôi là mang sau, để chúng ta đánh hơi cong thôi. Chúng ta đi vào kiểu thứ nhất là dạng tay áo jacket dạng tay cong mang thân sau. Tôi lấy một điểm gốc ở đây, không ai phân, chúng ta có thể lấy từ đường này ra, lấy ra 2 phần. Đó.
xong chúng ta gì ạ? D. Nó là Orbitech. Còn các bạn nào dùng Kerberos tra thì cái này đều là lệnh cấp. Các bạn lưu ý cái thông số bản chất là bao nhiêu? Ở trong tài liệu cũng sẽ quy định, nhưng đây trong trường hợp tôi lấy cơ bản là tôi nối thẳng đường hai vùng tay nối sang thôi. Thế thì từ đây tôi lấy ở đây, vậy là mang thân sau hai phân. Thế giờ gì ạ? Tôi phải bù giá người ta hai phân thôi. Và tôi vẽ lại. Thế vậy là ta vẫn đủ gì ạ? Thông số của khuỷu tay. Các bạn hình dung chưa chưa ạ? Sau đây đường này ta sẽ mất đi mà. Đường này khuỷu tay của thân sau đây và của tay trước. Đấy. Tiếp tục. Bây giờ tôi vẽ mang tay sau nhỏ. Tôi vẽ từ đường này. Tôi có thể vẽ đây, các bạn lấy ý, tôi lượn ra này. Đó, tôi ví dụ các bạn có thể dùng mirror cũng được để tạo cho hai đường này nó phải giống nhau. Các bạn nhớ lưu ý nhé, hai đường này đây đường đường gì đường sống sống tay của mang tay nhỏ của gì bên thân sau và bên tay sau. Thế bây giờ tùy vào loại trọng lượng của bông hoặc độ dày của bông ấy, trọng lượng bông nhồi hoặc là độ dày của bông tấm mang sau dài hơn khoảng bao nhiêu. Đó, đường bổ này sẽ dài hơn bao nhiêu, và trong trường hợp này tôi cho đây lại tôi lấy đây dài dài hơn đoạn này. Tiếp tục, thế vậy bên đây bao nhiêu? Các bạn lưu ý đây là tổng là bao nhiêu ạ? 57.16 vì hai cái đó chấp vào nhau mà. Đó. Tiếp tục các bạn lưu ý mang tay con của tôi ban đầu là từ đây đến đây ạ. Đây các bạn lấy nhé. Thế mà bây giờ tôi xem tôi đã xem nó dài bao nhiêu ạ? Từ đây đến đây là 9,83. Thế mà giờ hiện tại bây giờ nó còn bao nhiêu thôi ạ? 5,5. À, thì hay có cái khác thì chúng ta đo từ đây xem tôi giá bao nhiêu này. Đây thì ta tạo một điểm ở đây và vẽ một đường từ đây ra sao cho đủ 9,83. Ok xong. Vậy đoạn này thì ạ, các bạn lưu ý này nó sẽ bằng chính đoạn này luôn ạ. Đây đầu tiên mang tay con này 9,83 đây, thì bây giờ chúng ta tay chúng ta nâng ra đây rồi thì chúng ta phải đủ cho nó 9,83. Vậy chúng ta vẫn mang tay con vẫn đủ thông số và mang tay to từ đây ra đây 30,87 thì cũng chính bằng gốc gốc của nó từ đây ra đường ngoài này cũng 30,7 đúng không ạ? Xong. Tương tự như vậy. Từ đây ra cửa tay này bằng 8,16, bây giờ chúng ta cũng phải gì ạ? Lấy đủ cho nó 8,16. Lấy cho đây 8,16. 8.16. Ok. Đó. Và chúng ta lượn lại mang chúng ta vẽ bụng tay. Còn mang tay sau. Đó. Các bạn lưu ý, bây giờ tôi kiểm tra xem đường bụng này đang là 48,6 mà đây có 47,79, vậy thiếu chúng ta là gì? Đây xuống. Và vẫn phải đủ 8,16 đây. Đấy. Và bên đây 48,67, 48,61 vậy ok. Nhỏ đúng không? Giờ ta bóc ra, mang tay trước đây, à, mang tay sau. Tay to của ta đây, đây đường này. Đó. Tiếp tục. Ta xóa bớt đường nữa đi. B, chúng ta bóc nốt mang tay. Sao? Và chúng ta phải bóc ra và chúng ta điều chỉnh rất nhiều. Chứ không phải đơn giản như này đâu. Đó. Chỗ này tôi có thể nâng lên một chút. Ví dụ và đây là 49,08 mà đây có 48,6, ta lại gì được phép nâng này lên
2 năm. Đó, các bạn ý. Chúng ta sẽ khớp lại. Ở đây chúng ta sẽ khớp cả mang tay. Thế thì ở đây lưu ý, ta khớp đây ta cho xuống. Đấy, để sao nó trơn. Và đường này ta có thể đánh cong một chút để cho nó vuông. Đấy, các bạn lưu ý, cố gắng sao cái lượn cho góc này càng vuông càng tốt. Đúng không ạ? Xong. Đó, các bạn phải khớp cả bên này nữa. Đó, chúng ta đã gì? Nó trơn bên kia rồi thì cái chân này đã trơn chưa? Đó, chúng ta đã chỉ phải tiếp tục làm trơn bên này và nó phải bằng nhau. Đó, chúng ta chỉnh cả phía này nữa. Vậy một cái tay mà vừa khớp được trơn ở phía băng nhỏ bên này và bên mũi tay đều trơn, vậy là cái cửa tay chúng ta đã đặt chuẩn rồi. Đúng không ạ? Vậy đã, chúng ta đã xong gì ạ? Tay cong. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra và đo lại xem thông số. Như tôi nói, mang tay trước và mang tay sau chênh nhau bao nhiêu. Đây, tôi ví dụ. Thì các bạn có thể đo này. Đây, các bạn còn 57,3 mà đây 55,1. Vậy là mang sau đã hơn mang trước là 2/3. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đây là mang 2/3. Thế thì tôi nói rồi, có thể sau này nếu các bạn sẽ gặp trường hợp bông nó dày hoặc là bông nhồi dày nhiều trọng lượng lớn ấy, hoặc là bông tấm dày, có thể là nó còn cong nữa, để sao cho cái mang sau này nó cong nhiều hơn đây tầm 3 4 phần 5 phần cong như vậy. Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn bổ mang tay sau của áo jacket dạng tay cong. Trong bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cũng làm tay cong nhưng bổ cả hai mang, mang trước và mang sau. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.